Mình xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách chúng ta sẽ tắt được cái thông báo tin nhắn ở trên ứng dụng Messenger. Thì nếu như các bạn không muốn nhận cái phần thông báo tin nhắn ở trên ứng dụng Messenger thì các bạn có thể là tiến hành là tắt cái phần này đi. Và để thực hiện được việc là tắt thông báo tin nhắn ở trên ứng dụng Messenger thì các bạn có thể là thực hiện những cái bước như sau. Đối với điện thoại iPhone, các bạn có thể là truy cập cho mình vào phần cài đặt ở trên điện thoại. Và ở trong phần cài đặt này, các bạn tìm đến cho mình cái mục là ứng dụng Messenger. Ở đây thì trong cái phần thông báo này, các bạn sẽ thấy là cái phần thông báo này nó sẽ cho phép thông báo tin nhắn và cũng như là thông báo tất cả những cái phần liên quan đến cái ứng dụng Messenger này. Và nếu như các bạn không muốn nhận cái phần thông báo tin nhắn ở trên Messenger, các bạn có thể chọn cho mình vào phần đó là cho phép thông báo này, các bạn tắt đi. Như vậy thì không chỉ là thông báo tin nhắn mà tất cả những cái thông báo liên quan đến ứng dụng Messenger này sẽ được tắt đi và sẽ không thông báo cho các bạn khi mà có thông báo mới. Và đối với điện thoại Android thì các bạn cũng làm tương tự bằng cách là chúng ta sẽ truy cập vào phần cài đặt. Ở trong phần cài đặt này, các bạn tìm đến cho mình cái mục là ứng dụng. Ở trong mục ứng dụng thì các bạn cũng sẽ tìm kiếm cái ứng dụng là Messenger và các bạn tìm kiếm ứng dụng Messenger này. Và chúng ta chọn vào. Ở đây thì trong cái mục là thông báo, các bạn sẽ bấm vào. Các bạn cũng có thể là tắt cái phần là cho phép thông báo đi. Như vậy thì tất cả những cái thông báo ở trên ứng dụng Messenger trên điện thoại Android cũng sẽ được tắt đi và không thông báo cho bạn. Hoặc là nếu như các bạn muốn chỉ không cho phép ứng dụng tin nhắn mới thông báo cho bạn thì các bạn ở đây thì các bạn chọn cho mình vào cái phần đó là thể loại thông báo. Và trong cái phần thể loại thông báo này, nếu như các bạn không muốn nhận thông báo về tin nhắn thì các bạn có thể tắt cái phần là đoạn chat này đi. Như vậy thì mỗi khi chúng ta có một cái tin nhắn mới ở trong cái mục đoạn chat ở trên ứng dụng Messenger thì điện thoại các bạn nó sẽ không thông báo cho các bạn biết. Và như vậy là trên đây mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta sẽ tắt được cái phần thông báo tin nhắn ở trên ứng dụng Messenger.